Ok, hello anh em nha. Thì chào mừng anh em trở lại kênh của mình. Mình là Phu Efa đây. Và sau một tuần mình không lên video thì cuối cùng mình cũng đã comeback trở lại cùng với anh em rồi. Chính thức sáng hôm nay mình đã cập bờ nha anh em. Và theo một số anh em xem kênh mình lâu năm á thì cũng biết là anh em mình lâu lâu mình sẽ có một số job mình phải đi ngoài biển, cho nên mình không thể có mạng nha anh em. Ngoài ra mình không có mạng, cho nên là mình thực sự là mình không thể vào game được luôn. Chứ đừng có nói làm video cho anh em. Lâu lâu ở ngoài đó cũng không có một chút mạng thôi. Thì nhân dịp cái banner Thousand Year Blood War Invasion nó vẫn còn nha, thì mình có kể cho anh em nghe một số trải nghiệm của mình khi mà mình không có lên video nha. Đó là mình có tham gia một số cái group Blitz và Show nha. Blitz và Show Việt Nam. Và mình thấy rất là nhiều anh em newbie nhá. Đó là có một đặt chung một câu hỏi này, đó là Ặc này có nên reroll hay không? Ặc reroll như vậy đã chơi được chưa? Thì thực ra thì mình cũng không có dám khẳng định rằng là mình là một người làm về con game này lớn, hay là kênh của mình là một kênh lớn, kênh phát triển gì cả. Em cũng thấy đấy, kênh của mình còn chưa được nổ 1.000 sub, chưa được nổ 1.000 subscribe luôn. Và đối với những anh em xem kênh mình lâu năm thì cũng biết là thật sự là mình làm kênh này theo sở thích của mình, vì đam mê của mình thôi. Và tất cả các con game mình làm đều trên quan điểm cá nhân, mình không có ép buộc ai phải chơi theo cách của mình cả. Anh em nào góp ý mình sẵn sàng mình nhận, được chưa? Tất nhiên là góp ý theo hướng tích cực thôi, còn như theo hướng tiêu cực thì sẵn sàng là mình bỏ qua, mình không quan tâm. Và tất nhiên đây là toàn bộ video mình đăng lên, đó là mình chia sẻ cách trải nghiệm game của mình nhá, trải nghiệm cá nhân của mình nhá, chứ mình không phải bắt anh em phải chơi theo mình cái gì cả. Cho nên là một số anh em đăng bài lên kiểu là account này có phải reroll hay không, account này chơi được chưa. Với mình nhá, mình thật sự thật lòng với anh em luôn, với mình nhá, con game Blitz và Raven Show này nhá, cái reroll lúc đầu của anh em á, với mình bản thân mình luôn, mình không reroll để cho account mạnh, mình reroll để lấy con mình thích thật sự luôn. Với những anh em mà xem, với những anh em mà có theo dõi bộ truyện Blitz nhá, thì anh em thích nhân vật nào thì anh em lấy nhân vật đó thôi. Và thật sự là kiểu là game này á, nhân vật nó ra liên tục, mình khẳng định luôn là nhân vật nó ra liên tục, không phiên bản này thì cũng phiên bản khác. Và tất nhiên content của game update nó sẽ chậm hơn nhân vật update, mình nói thẳng với anh em luôn. Đó là với những anh em nhá, không roll những nhân vật gọi là meta hiện tại luôn, anh em vẫn có thể clear content cũ như bình thường, chả ảnh hưởng cái gì cả. Cho nên là nhiều khi anh em đăng bài lên em reroll, anh em hỏi là con này chơi được không, con này chơi được không, thì tất nhiên là sẽ có nhiều anh em vào comment là ặc này nên bỏ đi nên reroll lại, ặc này thì ngon rồi chơi đi. Tất nhiên là mỗi người một kiểu chơi. Còn như mình á, thật sự là ở video reroll lần trước là mình cũng bảo anh em rồi, đó là thực sự là mình reroll đó chủ yếu là mình lấy những nhân vật mình thích. Còn những con nhân vật mà anh em đã không thích rồi á, hoặc là những anh em mà không theo dõi bộ truyện Blitz, anh em chơi để mạnh, thì với mình á, mình cũng không nghĩ là anh em nên reroll nhiều đâu. Được chưa? Anh em cũng không nên reroll nhiều đâu. Mình cái này là mình tâm sự thật lòng nhá. Thật sự lòng, anh em không nên reroll nhiều đâu. Tại vì đối với những mình chơi con game này khá là lâu rồi, mình chơi rất là nhiều account rồi, mình reroll cũng rất là nhiều lần rồi. Thì mình khẳng định với anh em luôn, đó là với những account mới, anh em roll rất là dễ ra. Còn với những account cũ nhá, thật sự với anh em luôn, những step 26 step này không ra một cái gì chuyện bình thường. Đây, để mình kể cho anh em những trải nghiệm của mình nhá. Đó là với banner Thousand Year Blood War Invasion này. Đợt trước, video trước mình đã roll 10 step cho anh em xem. Nó tất nhiên rồi, mình ra khá là mình khá là lời. Tại vì account này của mình chỉ chơi tầm 1 tháng thôi. Nhiều anh em bảo là account chơi tầm 1 tháng đổ lại rất là dễ, account chơi tầm 1 tháng đổ đi rất là dễ. Thật sự là mình thật sự đến tầm này mình chơi nhá, mình không quan tâm anh em ạ. Mình không quan tâm. Tại vì với mình là account của mình đã đủ những con từ banner trước rồi, banner của Zetsuru nhá, Yamamoto nhá, thì mình cảm thấy là mình đã đủ nhân vật để mình PvE rồi. Mình khẳng định với anh em luôn, thật sự là quá đủ nhân vật để mình click content rồi, không ảnh hưởng gì cả. Trừ cái Senkaimon nhá, Senkaimon thì tháp anh em cần cực kỳ nhiều tướng luôn. Đối với những anh em newbie midbi đổ lại thì không click hết là chuyện bình thường. Có khi là thật sự là với những account mới như mình thôi, mình còn không quan tâm Senkaimon cơ. Mình chỉ quan tâm mà đi những cái ải bình thường, đi bot được các kiểu thứ thôi. Senkaimon về sau mình nhiều tướng mình đi sau, không quan trọng. Được chưa? Còn đây anh em xem nhá, là đợt trước mình roll banner mình roll 10 step.
không hề ra một con Babieta nào cả. Tại vì mình rốt banner này, mình không quan tâm Kyuugi, mình không quan tâm con này luôn. Tất cả banner dưới này nhá, có thể là Zugram, tại vì là mình thích con Zugram lâu rồi, mình còn để ý con Zugram một xíu. Chủ yếu là mình cần Babieta. Thật sự luôn là mình quan tâm Babieta. Mình rốt 10 step đầu tiên rồi, anh em thấy rồi đấy, mình ra khá là nhiều tướng, nhưng mình không hề ra một Babieta nào cả. Và đây 26 step mình không ra một con Babieta nào luôn. Thì đây nhá, đây là mình cho anh em xem thành quả của mình khi mà 26 step nhá. Anh em đừng nhìn con Babieta này của mình nhá. Babieta này của mình là mình roll vé Thousand Year Blood War Invasion nhá, để được chọn một trong ba con thì mình chọn một Babieta. Đây, Babieta của mình là một con duy nhất mình chọn vé, mình không hề roll ra một con Babieta nào cả. Đây thành quả của mình, có thể rất là nhiều anh em cực kỳ thích thành quả luôn, nhưng mà với mình á thì mình không hề thích một tí nào cả, tại vì chủ yếu là mình roll lấy Babieta. Đây nhá, con Ember này mình được 4/5, ngon đúng không? Nhiều anh em thấy là cực kỳ ngon, 26 step nhá. Và con Kyuugi của mình là 5/5 nha anh em, 5/5 luôn, đỉnh vãi cả lìn luôn. Nhưng mà thật sự là mình không thích mấy con này cả anh em, mình roll chữa lấy Babieta mà 26 step không ra con Babieta nào. Một con này duy vẻ duy nhất. Và đợt tới banner selection của Babieta mình sẽ tiếp tục roll, mình khẳng định với anh em luôn. Tại vì sao? Mình chơi theo sở thích của mình ấy. Còn nói thật với anh em nhá, tất cả tướng để anh em lên content á, thật sự là anh em kiếm từ vé premium là anh em đủ lia rồi. Cho nên là khi mình, cái này là mình tâm sự thật lòng nhá, với những anh em mà reroll á, anh em có thể bỏ chút thời gian ra để anh em tìm hiểu nhân vật anh em thật sự thích con nào. Ví dụ anh em thích Babieta đúng không? Bây giờ em thích em nó đây, căn bản là tạo hình nó quá đẹp, mình khẳng định luôn là với mình Babieta tạo hình quá đẹp. Đây nè, đó, cách chơi của Babieta khiến mình cảm thấy thích nữa. Đầu tư vào skill nè, để tạo hình như thế này mà anh không thích nữa thôi. Cho nên là mình thích Babieta, mình quyết định là mình roll Babieta, mình sẵn sàng mình all in Babieta luôn, không ảnh hưởng gì cả. Còn nếu mình không được nữa thôi, đợt sau mình all in tiếp. Còn những banner còn lại mình không quan tâm, thật sự là mình không quan tâm. Đây ví dụ nhá, clear bên là hệ cam đúng không, bên quái bên map hệ cam đúng không, mình có Kyuugi. Mình không, nếu mình không có Kyuugi nhá, mình có Ichigo. Đây, sẵn sàng clear map cho anh em luôn, mình khẳng định luôn, con Ichigo ra lâu rồi, rất là lâu rồi, ra cả gần 2 năm rồi. Đấy, nhưng mà có ai dám khẳng định với cái độ clear map của em nó không? Nếu mình không có Ichigo nhá, mình có đây, mình có mẹ của Ichigo, đó là Masaki. Ai dám kêu Masaki này yếu không? Ra rất là lâu, ra mấy năm rồi, vẫn khỏe vãi cả lìn ra. Nó còn chưa có Resurrection nhá anh em, mình khẳng định luôn, nó còn chưa có trùng sinh cơ, chưa sao hồng cơ. Liên map vẫn ầm ầm, chả ảnh hưởng gì cả. Thì tại sao anh em phải quan tâm mấy banner mới? Tất nhiên là đối với những anh em bạn chơi để mạnh, để clear content cực kỳ khỏe thì chọn banner mới làm gì. Nhưng mà thật sự là với những anh em newbie á, mà cái thời gian mà anh em để reroll một cách cao á, nó tốn rất là nhiều thời gian và nó rất là mệt. Tại vì khi mà anh em đã không có kiến thức về game rồi, thì anh em thấy mỗi người comment một kiểu, mỗi người comment một kiểu, và anh em sẽ kiểu là mất phương hướng. Mình khẳng định luôn, anh em có thể nhìn account của mình nhá, toàn những vật mình thích thôi. Đây, anh em có thể thấy là Đi battle nhá, thì thực sự bây giờ là mình chưa ra một cái gì cả. Tại vì là khi nào mình lên bắt tầm là rank 5, rank 6, rank 5 đến rank 3 thì bây giờ mình update. Đây, Tosu Kushima là mình thích từ rất là lâu rồi. Anh em nào xem video clip vào đây sau của mình á là mình biết thích được. Ôi chết rồi, nó bị dừng rồi anh em ạ. Để mình vào lại game nhá. Kẻ căn bản là mình chơi trên giả lập anh em, cho nên là lâu lâu nó sẽ bị ít game. Đó chuyện bình thường luôn, có thể anh em thông cảm cho mình ha. Thì đấy, đội BBB của mình á là có Tsukushima này, rồi Yugram và Yamamoto hồi trẻ. Đây, toàn những con là mình thích thôi, nhét vào mình chơi thôi. Tại vì BBB trong này á, anh em được quyền lựa đội hình em đánh mà. Anh em có thể chọn đội hình kẻ địch yếu hơn anh em đánh thôi, đúng không? Cũng giống như kẻ địch khác, nó lựa đội hình khỏe hơn anh em, nó lựa đội hình counter anh em, thì đấm vào mỗi anh em thôi, cho em rớt điểm cho bình thường. Đấy, đó là phần BBB. Còn BVE thì mình nghĩ là thật sự là với những dàn tướng tầm trung thôi, không phải là con tướng mới, anh em vẫn clear map bình thường. Với những Isin này, với những Hikone khá là cũ rồi, anh em cho ăn học đầy đủ, chơi bình thường. Đây,
với cả ngay cả những con này, con Gakuya kỷ niệm 4 năm, đúng không ta, 5 năm chứ nhở, 5 năm đúng rồi, kiểu 5 năm, Gakuya với Ichigo kiểu 5 năm. Con này ai dám kêu nó yếu, nó vẫn thuộc top tier của hệ Speed, hệ sánh nước biển này, mình khẳng định với anh em luôn. Cho nên là mình nói thật đó, với những anh em mà reroll, với anh em những reroll thì anh em đừng có chú trọng quá. Thật sự nhá, bây giờ với một Kakao reroll mà ở thời điểm hiện tại nhá, một trong ba con tướng này anh em reroll ra một trong ba con là anh em chơi được rồi. Còn anh em mà thích Ichigo á, anh em reroll ra Ichigo cũng được, chả sao cả. Ba đơn này nhá, anh em reroll ra con Neo này cũng được. Đây, chung là quan trọng là anh em phải thích anh em ạ. Anh em phải thích, không thì anh em bỏ tí thời gian ra đọc một chuyện. Có thể là mình cũng khá thích tạo hình của Babiata, được chưa? Còn nếu mà anh em chưa biết là ba con này nó có điểm mạnh ở điểm gì nhá, để mình vô map mình đi mình trải nghiệm cho anh em luôn. Đây giờ hiện tại là mình sẽ lựa một cái map đây, map farm bình khó nha anh em. Để xem nào. Đây xanh biển đúng không? Xanh biển là mình không có nhá. Đó là cây là mình có Babiata. Được rồi, mình sẽ lựa một Babiata đi map. Thì đối với những anh em solo thì nghĩa là cái map này map khó nhất rồi. Được chưa? Mình nghĩ map này khó nhất rồi. Mình bỏ vào để mình lấy thêm cái tỷ lệ drop nha. Tại vì căn bản là cái game này thì anh cũng biết mà, quái nó không có tự gì anh em. Em vừa đánh em vừa chạy được, thoải mái, chả ảnh hưởng gì cả. Ha. Cho nên là với banner mới thì anh em roll ra một trong ba con này là anh em đi map tẹt ga rồi. Em không quan trọng vấn đề ở đâu. Mấy con ở mấy hệ khác á, anh em kiếm từ từ cũng được ha. Thì tại sao Babiata đây ha, đây ha. Cái skill nó, thấy không? Đẹp không anh em? Đó, tại sao anh em không chọn? Cái mà là mình khá thích cái tạo hình Babiata này, cho nên là thật sự là mình muốn luôn em 5/5, thật sự luôn đấy. Thì skill nó hơi tù thôi anh em. Anh em chơi anh em phải hơi căn một xíu thôi. Nhưng mà sát thương thì khỏi bàn luôn. Mình chưa nâng một cái gì nha anh em. Mình còn chưa có accessory nhá. Mình còn chưa có accessory cho em nó luôn. Nhưng mà tất nhiên rồi, đam với hiện tại là lìa map farm mình farm poison to là tẹt ga luôn anh em ạ. Chả ảnh hưởng gì cả. Cho nên em biết là một con tướng về sau ra cái độ lỗi của nó khá là cao anh em. Nó khá mất cân bằng so với những con tướng cũ ấy. Đó, skill đam bị to này. Ui giời. Là mình có chưa có accessory nhá anh em. Mình có chưa có accessory nhá. Nên là mình chưa có đồ cho nó đấy. Mình mới chỉ nâng lên 20 ở hai cái dòng, hai ô đầu tiên thôi. Thật sự là mình chưa có tài nguyên để mình nâng lên full luôn. Còn với những anh em mà nâng full rồi thì sao? Nó là một cái đẳng cấp khác anh em ạ. Ôi chết rồi. Mình chơi bằng giải lập cho nên là mình hơi tù anh em. Nên mình lướt skill nó hơi tù ấy. Và anh em nào chơi bằng điện thoại thì nó tiện hơn. Tất nhiên là coi như anh nhớ anh em tải phiên bản Steam về ấy. Nhưng mà mình thì mình làm giải lập để mình tiện làm những game khác nữa cho anh em nữa. Nên anh em nào mà có trải nghiệm trên điện thoại hay là mấy cái phiên bản khác thì tất nhiên là chơi game ngon hơn mình rồi. Mình chơi trên giải lập mình đi xe cam mon cũng mệt lắm anh em. Nhưng mình cũng lười tải mấy bản mới khóc về á. Ôi skill thấy không, quá đã luôn, tuyệt vời. Mình chơi đâu có kỹ năng gì gọi là cao siêu đâu anh em. Đi map gần như là khó nhất game là vẫn tẹt ga anh em ạ. Map farm bình to này thì quái nó có giáp ấy. Quái nó có hình như là giả chất thương anh em. Mấy cái siêu trên người này. Cho nên trâu lắm. Khá là trâu anh em ạ. Đam mình chảy bao nhiêu của địch kết á. Thấy không? Nhưng mà con này đam vẫn to anh em. Vẫn liếm mắt thoải mái luôn. Thấy không? Chỉ mỗi tội là con này thì nó chỉ có mỗi hiệu ứng thiêu đốt thôi. Nó không hút máu như Kyugi. Đối với những con hút máu thì anh em được quyền phạm sai lầm nhiều hơn. Đó, hay là mình bị máu đốt này. Đi với cái mắt này mình đốt máu này. Nhưng mà anh em yên tâm nhá. Con Babiata này show bomb cực kỳ khỏe luôn. Đây là nộ của nó, cực kỳ khỏe luôn. Đây. Được cái là game càng về sau thì tạo hình ulti càng đẹp anh em ạ. Thấy không? Đổ chết hết luôn. Con này show bomb cộng 1 cho nên là x2 đam ulti sao ấy. Theo mình hiểu là thế. Còn nếu mình nói sai thì anh em thông cảm cho mình ha. Đấy. Đấy, anh em lia map với những con như thế này thì nó quá đơn giản rồi. Nha. Rồi, tiếp theo là mình sẽ cho anh em xem sức mạnh của Kyugi nhá. Sức mạnh của Kyugi ở cái map này. Đây. Mình bỏ Kyugi về nhá anh em. À đâu? Này là Kyugi là phải map trên anh em ạ. Kyugi. Đây. Map tím anh em. Map tím thì
Tới hệ tím thì mới dành cho Kyuubi được. Đây 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 đây. Mình sẽ cho một cái Kyuubi vào nhá. Nhá. Chưa hề có một cái accessory nha anh em. Anh em mà đi mà anh em sợ đi thua thì anh em cứ bỏ em cái chỉ số này. Một map anh em chỉ tốn 1.200 vàng à. Nhá. Nó quá ít luôn. Nên anh em cứ đi thoải mái tận ga đi. Vàng em thiếu gì đâu mà. Đây á, mình thấy cho anh em sức mạnh của Babieta nhá. Đây là sức mạnh của Kyuubi. Kyuubi thì sướng hơn nhiều. Kyuubi thì nó có hút máu anh em. Nên anh em đi là không phải sợ mắc sai lầm ha. Đấy, skill thì có cả hồ chiêu. Đấy, liếm áp cực sướng luôn. Nên Kyuubi bây giờ là thuộc hạng top tier là chuyện bình thường anh em. Có cả hút máu này, hồ chiêu này, đàn thì to này, đó. Mình cảm giác là đây cũng không thua kém như phiên bản Yamamoto hệ power đâu anh em. Cụ tổng hệ power ấy. Khá là ngon anh em ạ. Hút máu rồi đam giật này, đó. Mỗi lần qua map là anh em được giảm hồi chiêu nữa. Anh em giảm cái cao đao anh em đang hồi ấy. Kyuubi thì mình 5/5 rồi nhá, nhưng mình chú một cái gì cả. Thật sự là mình chú một cái gì ở Kyuubi luôn, đồ mình còn chả có cơ. Nhưng mà với những con tướng mới hiện tại ra meta bây giờ thì anh em đi bắt cắp này là quá bình thường. Cho nên mình bảo với anh em là anh em chỉ cần rôn ra 1/3 là được rồi, ba con đều ngon cả anh em. Anh em đừng quan trọng là ạc nào ngon hơn, ạc nào ngon hơn. Quan trọng là anh em có chịu nổi lâu dài với game hay không. Những lúc mà anh em rôn không ra con anh em, những con mà anh em muốn ấy, anh em có bỏ game hay không thôi. Như tôi á, tôi không ra meta, tôi vẫn chơi bình thường, chả ảnh hưởng gì. Dù sao là Babieta là nó mới ra gần đây anh em ạ. Với lại nó còn banner selection mà, Arctos mới nữa. Và những con bây giờ gặp tôi thì hiện tại là tôi cũng khẳng định là tôi chưa, trước tôi cởi lấy hết mấy cái content solo của game này rồi, chả ảnh hưởng gì hết. Đi boss được luôn. Hay có Kyuubi thì nộ mạnh nữa anh em, nộ kinh khủng lắm. Đây, lên nộ Kyuubi nhá. Hơi xấu anh em. Tạo hình của nó không đẹp bằng Babieta đâu. Ui trời, 100k. Quá khủng khiếp. Chưa nâng một cái gì đã 100k rồi anh em. Rồi. Đấy, thì hiện tại là chỉ là anh em cần đi mấy cái map này thôi. Tha mấy cái bình cái potion to này. Để anh em nâng cái link slot của anh em. Rồi. Đấy, thì nghĩa là cũng không có gì khó khăn cả. Thật sự là với những con meta hiện tại thì anh em đi thoải mái. Còn đây, con Ember này á, mình đã để nó ở, mình đã để cho nó ở slot farm Grindstone hoặc là Yewell cho anh em để nâng tướng mới. Đây tướng mới mình đã nâng hết rồi này. Một số con mới mình mới roll ra thì mình chưa nâng thôi. Còn lại mấy con tướng cũ là mình nâng hết, mình là mình lấy orb ấy. Đó. Thế nên thực sự là anh em chơi game này em không cần gì phải vội đâu. Đúng không? Không cần gì phải vội. Tại vì cái thời gian mà anh em bỏ ra để em roll là cao á, anh em phải bỏ ra đó, anh em làm nhiệm vụ, anh em chơi từ từ, anh em trải nghiệm game. Không ảnh hưởng, không mất mát gì cả. Đây, mình roll 26 cho tép. Mình roll 26 cho tép. Mình không ra được một Babieta luôn. Một Babieta là người chọn vé mới ra nha anh em. Thật sự là đôi khi mình cũng khá là buồn, nhưng mà mình suy nghĩ lại. Ừ thì mình xưa banner này thì mình hơn banner kia. Banner Zachiru này, Yamamoto này, mình hơn Vakilin đó. Mình 5/5. Mình 4/5. Đấy, tại sao mình phải buồn đúng không? Game mà, có lúc này sẽ có lúc kia anh em. Thì mình nghĩ đây là khuyên chân thành của mình với những em newbie nhá, là chơi anh em thật sự, anh em cần con nào anh em reroll con đó thôi, rồi anh em chơi tèn, không gì phải vội cả, thấy chưa? Không gì phải vội cả. Có thể cái kiến thức của mình về game mình còn mắc nhiều sai sót, mình cực kỳ thiếu hiểu biết về game này luôn, nhưng mình đảm bảo với anh em á, nếu mà anh em xem kênh của mình vẫn hứa mang lại cho anh em trải nghiệm game với những em newbie gọi là hoàn hảo nhất. Không vì gì phải vội cả. Game này á, nó là kiểu game anh em chơi co-op vui vẻ với bạn bè mà, anh em đâu phải cạnh tranh cái gì đâu, đúng không? Đấy, Arena thực sự anh em mà chat Arena quá, Pre Battle quá, Arena quá thì anh em mới quan tâm mấy vấn đề kia thôi, chứ còn play content thì thật sự là chỉ yếu là anh em lấy mấy con khỏe xong anh cũng khỏe với ai đâu. Còn liêm mát thì anh em cầm mấy con cũ anh em liễu được mà. Thật sự đây, tôi thật sự thật lòng. Còn chủ yếu là tôi thích BVB, tôi thích Tsukushima này. Đó. Tôi sẵn sàng nhá, nếu mà em nó comeback trong banner này dễ roll, tôi quyết tâm tôi roll cái già này lên 5/5. Xong tôi không quan tâm vấn đề khác gì nữa. Thật luôn. Đó. Vui là được anh em, game mà.
Miata. Thật sự tôi cực kỳ thích màn hình của Miata luôn. Cho nên là không biết cách nào để luôn cho em mấy 5/5 nữa. Thật sự ấy, hơi khó anh em ạ. Cho nên là nếu mà anh em sau clip này ấy, anh em thích bài Miata QQ đấy, thì mình nghĩ là anh em nên reroll cái một con sang anh em chơi tài nha. Không gì phải vội cả. Còn thật sự á, nếu mà anh em đã không hiểu biết gì về game rồi, anh em mà có đăng bài lên khỏi group á, thì anh em thật sự anh em bị quay như quay dế luôn. Mình khẳng định với anh em luôn, rất là mệt. Cho nên là cứ bình tĩnh, cứ tèn tèn mà chơi, không việc gì phải vội cả. Được chưa? Nha. Được rồi. Thì đó là một chút tâm sự của mình với anh game này thôi. Và sắp tới thì ở đây, sắp tới là có banner Awakening Summon Beyond Mankind của Roka và CN. Sự là mình không biết là banner này nó có cái gì hot không, để mình kiểm tra lại nha anh em, xem nó có cái gì hot không. Rồi xem nào. Ôi, banner này thì cũng là như trước thôi. Có Kenpachi này, Yajiru, cụ tổng. Thì thường mấy banner này cũ anh em, mấy banner này khá cũ rồi. Và thật lòng là với những anh em nào mà lâu lâu thử một hai step phải được, hoặc thích mấy cái nhân vật trong này thì được nha. Chứ như mình là có thể là mình sẽ không roll đâu anh em, tại vì mình đã trải qua banner này khá là nhiều rồi. Đợt trước thì mình có đam mê Yajiru ấy, Yajiru hệ tech này khá là mạnh anh em. Nhưng mà bây giờ nó có Yajiru hệ speed rồi thì thôi. Mình bỏ qua luôn. Đây, và như banner này mình sẽ skip nha anh em. Có anh em thích thì anh em roll. Mấy cái banner này là mình sẽ skip luôn. Nhưng mà thật sự là mấy banner này đều là mấy banner mạnh anh em, không yếu một tí nào cả. Không yếu một tí nào nhá. Anh em là mà chưa có nhiều tướng anh em có thử một live step thì được. Nhưng mình là mình skip nhá anh em. Ok ha. Rồi. Đấy, đó là tâm sự của mình về con game hiện tại. Với anh em newbie á thì anh em reroll một trong ba con này. Một trong ba con này nhá, một trong ba này đều mạnh cả, đều ngon cả. Thích con nào lấy con đó. Còn thật sự là mình nghĩ là một hai step đầu á, anh em mới được một trong ba con là ngon rồi. Anh em đừng có tham vọng là phải ra hai, ra ba, ra nhiều hơn. Không, đừng quan trọng. Ra một trong ba con này là ngon rồi. Là anh em chơi từ từ rồi được rồi. Còn quá trình chơi khởi đầu như anh em nào, anh em có thể xem các clip cũ của mình nha. Được rồi, mình là Fuefa. Hẹn gặp lại anh em các clip sau nha. Bye bye.